giỏ trong tụng cắt hết luôn nè. Bây giờ đây sẽ uống phải không? Không? Dạ có. Anh hai mình rất là giỏi cắt đó. Bây giờ xuống của con. Bây giờ sẵn bỏ ốc chứ. Đây là đùi. Bây giờ sẽ ăn nạc đùi như này cho bà. Đây là một cái xếp đùi gà. Thở cái mùi. Ai mẹ thả cục xuống đây rồi đúng không? Mèo nữa. Cục mèo đáng ghét. Tự nhiên có đang để cục xuống cho ăn. Con mèo tha đi rồi mẹ ơi. Con mèo ít kỹ quá. Nó một loại xuống hả? Ăn hết chạy tiêu rồi mới thả vui ra. Không sao đâu kia ơi. Chị lấy cái khác mà. Đấy là tha đi rồi, đáng ghét. Sao mày tha cũng xưa của tao hả? Tao cầm đắng cả đồ mẹ hoa. Còn hư chó dụ ăn chứ. Con cũng ăn xưa rồi. Mày dám tha cục xưa của tao? Nó mẹ con chó. Hồi nãy con mẹ không tha cục xưa tao đi rồi. Đợi sẽ có xương vậy nha. Đó tao đó. Cậu thứ hai đó cũng đang đói. Nó nghe một gà nó cũng lạ rồi. Bỏ cái gì cũng cắn. Cái gì cũng dễ lắm rồi. Cái gì cũng dễ lắm rồi. Ngon kì. Ăn ngon thế. Cái cùng mèo đang ghét mày nữa. Hồi nãy mày tha cái cục thịt của tao rồi đó nghe. Mày tha cái cục xương của tao rồi đó nghe.